hai câu lạc bộ Quảng Nam và Phan Quảng Ninh đều đặt. Đào Duy Khánh, số 17 Ngô Quang Huy, số 22 Trịnh Văn Hà, số 25 Thủ Thành Phạm Văn Cường. Đây là đội hình xuất phát của các cầu thủ Than Quảng Ninh trong trận đấu ngày hôm nay. Chưa một lần chiến thắng được các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của Quảng Nam đang có mặt trong khu vực 16m50. Đánh đầu! Sẽ là một cơ hội tiếp theo, Đinh Thanh Trung. Tạt bóng khá dẻo. Đánh đầu, đó là một cú đánh đầu trong cự ly gần. Đánh rất nhanh vừa rồi, người đã băng vào là Duy Khánh. Mạc Hồng Quân, bên phía cánh phải đang là Nghiêm Xuân Tú. Ngồi xuống bóng sát đường biên ngang và quả tạt khá thuận lợi, gọi để dứt điểm cầu thành không vào. Tiếp tục dứt điểm vẫn không vào. Cơ hội tốt nhất đã thuộc về hạng màn cầu thủ mà số 71 bên phía Than Quảng Ninh. Đó mới là tình huống bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu mà cả hai đội tạo ra. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ đội khách sau tình huống phá bóng đi hết đường biên ngang của Viết Tú. Và đây mới là quả đá phạt góc đầu tiên mà các cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh được hưởng. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyển bóng vào từ bên phía cánh phải của Nghiêm Xuân Tú và sau đó là hai pha dứt điểm chân trái liên tiếp của người lấy bóng của Hải Huy. Pha vẩy bóng bằng má ngoài chân phải Nghiêm Xuân Tú. Bóng vẫn đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Than Quảng Ninh. Của dứt điểm Kiên Thanh và như vậy là Mạc Hồng Quân đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Than Quảng Ninh ở phút thứ 54 của trận đấu. Bắt nguồn từ tình huống lấy bóng của Hải Huy và một quả tạt từ bên phía cánh trái. Mạc Hồng Quân, một trong những cầu thủ chơi tích cực nhất trong đội hình của Than Quảng Ninh kể từ đầu trận đấu, đã lập công và giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Phan Đình Hùng vượt lên dẫn bàn 10 phút sau khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Yachenko đã có pha mớm bóng rất tốt, anh làm tường giúp cho đồng đội của mình nhận bóng ở tư thế thuận lợi và sau đó là cú dứt điểm ở tư thế đối mặt. Hoàng Quân đã đánh bại đường thủ môn Văn Cường. Hàng phòng ngự của Quảng Nam đang dâng lên rất cao khi mà Than Quảng Ninh lùi sâu về bên phần sân nhà và tạo thành hai lớp phòng ngự trước khu 16m50. Dứt điểm Công Thành không vào. Vừa rồi là pha dứt điểm của Huy Hùng nhưng anh đã không thể chiến thắng được thủ môn Tuấn Linh. Những pha va chạm, những tình huống trong trận bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội và bây giờ thì trọng sử dụng hai quyền thay đổi người. Hướng đầu phá bóng của Neven. Dứt điểm và như vậy là bàn thắng săn bằng cách biệt đã đến. Pha ghi bàn đã không được công nhận. Bóng đã phạt góc là Nghiêm Xuân Tú. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã báo hiệu sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp 2. Rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa và thiếu chút nữa thì Than Quảng Ninh đã gia tăng được cách biệt. Cấm địa của Yachenko lại quá thiếu chuẩn xác. Văn Cường đã phát bóng lên rất nhanh. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Và như vậy là ông Hoàng Tuấn đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân Tam Kỳ.